Và khi chúng ta vừa đăng ký tài khoản xong thì chúng ta nhìn ở trên cùng thì chúng ta sẽ nhìn thấy dòng là số dư là 0 đồng, đã sử dụng là 0 đồng và đã nạp là 0 đồng. Thì cũng giống như là khi chúng ta chạy quảng cáo ở trên Facebook, TikTok, YouTube hay là Google thì bước đầu tiên là chúng ta cần nạp tiền vào tài khoản quảng cáo ở trên các nền tảng đấy. Thì để chạy tương tác, để sử dụng cái hệ thống marketing tương tác này thì bước đầu tiên là chúng ta sẽ nạp tiền. Và trong cái video này thì Dũng sẽ dẫn mọi người hai cách nạp tiền vào hệ thống marketing tăng tương tác. Và ở trong video này thì Dũng sẽ chia sẻ với mọi người 3 phần chính. Thì mọi người nên xem hết cái video này để mọi người có thể nắm được toàn bộ thông tin khi mọi người sử dụng hệ thống này. Thì phần thứ nhất là Dũng sẽ chia sẻ với mọi người là hai cách nạp tiền ở trong hệ thống marketing tăng tương tác. Và cái thứ hai là cái chính sách để khi mọi người sử dụng hệ thống này. Và cái thứ ba là cái quyền lợi mọi người được support để trong quá trình mọi người sử dụng cái hệ thống marketing tăng tương tác này, có phần nào mọi người chưa hiểu này hay mọi người quan tâm về những cái thuật toán ở trên Facebook ấy, thì mọi người thì kết bạn liên hệ với Dũng, thì Dũng sẽ add mọi người vào một cái nhóm để Dũng sẽ tiện support cho mọi người. Thì đến với phần đầu tiên thì nó là cách nạp tiền. Thì mọi người chú ý phần trên cùng thì nó sẽ có một dấu là ba gạch ngang ở bên trái, trên cùng bên trái, thì mình sẽ mở nó ra. Thì ở đây mọi người sẽ nhìn đến cái phần là quản lý chung ấy. Thì bên bên trong cái phần quản lý chung thì nó sẽ có phần nạp tiền. Mình click vào nạp tiền này. Thì ở trên đây là thông thông tin tài khoản ở trên cái hệ thống này. Và cách nạp đầu tiên là cách nạp thông thường. Thì khi mình nạp tiền cho ai đó thì sẽ có một số phần như sau. Thì đầu tiên là ngân hàng gì, đúng không mọi người? Ngân hàng. Thì ở đây Dũng sử dụng ngân hàng là Vietcombank mọi người nhé. Vietcombank. Và cái thứ hai là cái số tài khoản. Số tài khoản ấy, thì khi mọi người truy cập vào cái phần nạp tiền ở trên hệ thống ấy thì mọi người sẽ nhìn thấy cái số tài khoản của Dũng nó có đuôi là 62318 ấy. 62318. Và cái phần thứ ba, là phần rất là quan trọng là cái phần nội dung chuyển khoản đấy mọi người. Cái phần nội dung chuyển khoản thì mọi người cần cần ghi đúng nội dung nhé, để cái tiền tiền nó sẽ tự động cộng vào cái tài khoản hệ thống marketing của mọi người. Thì cái phần nội dung chuyển khoản thì sẽ như sau, thì nó sẽ có chữ là chữ nạp tiền ghi thường và không dấu mọi người nhé. Xong rồi nó sẽ có một dấu cách, xong là cái tên đăng nhập của mọi người ấy. Tên đăng nhập thì cái tên đăng nhập này ấy, thì sẽ mỗi người thì sẽ có một cái tên đăng nhập khác nhau, đúng không ạ? Thì là cái tên đăng nhập ở video thứ 6 mà Dũng hướng dẫn mọi người ấy, thì mỗi người sẽ có một tên đăng nhập khác nhau và mọi người nhập đúng cái tên đăng nhập của mình vào. Ví dụ tên đăng nhập của Dũng là Mạnh Dũng Phonix, đúng không mọi người? Mạnh Dũng Phonix. Thì khi Dũng mà nạp tiền vào hệ thống này thì Dũng sẽ ghi cú pháp là nạp tiền cách Mạnh Dũng Phonix. Còn mọi người là tên là, ví dụ tên là Thành này, hoặc mọi người có tên là Thành Marketing chẳng hạn, thì cái tên đăng nhập ấy, thì lúc đấy nó sẽ là Thành Marketing. Thành Marketing. Mỗi người thì sẽ có một cái tên đăng nhập khác nhau nhé. Và cái phần này thì mọi người nên chuyển khoản đúng. Và thêm một cái nữa, nếu mọi người chuyển khoản xong ấy, thì mọi người nên chụp lại cái bill đấy. Chụp lại cái bill đấy, xong mọi người gửi cho Dũng nhé. Chụp lại bill xong mọi người gửi qua Zalo cho Dũng. Gửi qua Zalo của Dũng là 0989 225 297. Thì cái phần này thì nó khá là đơn giản thôi, nhưng mà có khá là nhiều anh chị đã bị nhầm ở cái phần này. Thì đây là cái cách thứ nhất là mình nạp thông thường, và cái cách thứ hai ấy, thì không bao giờ sợ bị nhầm. Cách hai là cách là quét mã QR, quét mã QR code. Thì khi mọi người truy cập vào cái phần nạp tiền ở trong hệ thống marketing ấy, thì mọi người sẽ nhìn thấy cái mã QR code của Dũng. Thì việc của mọi người là, một là mọi người sẽ lưu cái mã đấy về. Lưu cái mã đấy về xong mọi người quét. Cái thứ hai là mọi người có thể quét trực tiếp được. Nếu mà ví dụ là mọi người đăng nhập tài khoản ở trên máy tính thì mình có thể lấy điện thoại ra mình quét cái mã đấy trực tiếp được. Thì làm cái kiểu này thì nó sẽ không bao giờ bị nhầm. Và cái nội dung chuyển khoản ấy thì nó sẽ ghi đúng luôn. Trực tiếp. Đấy, thì là có hai hình thức này nha mọi người nhá, hai hình thức này để nạp tiền. Mà trong trường hợp mà mọi người xem video mà mọi người vẫn không hiểu ấy, hoặc mọi người bị nhầm ấy, thì mọi người cứ kết bạn với số Zalo của Dũng này, thì Dũng sẽ tiện support và hướng dẫn mọi người hơn. Thì đây là cái phần thứ nhất là phần nạp tiền. Thì bây giờ đến với phần thứ hai là cái chính sách của hệ thống này. Chính sách. Thì khi mọi người truy cập vào cái phần quản lý chung ấy thì mọi người sẽ nhìn một phần là bảng giá và cấp bậc. Thì cái hệ thống marketing này Dũng tạo ra thì nó sẽ có 4 phần. 4 phần. Phần đầu tiên là thành viên.
Phần đầu tiên là thành viên và phần thứ hai là cộng tác viên. Cộng tác viên. Và phần thứ ba là đại lý. Đại lý. Và phần cao cấp nhất là phần nhà phân phối. Nhà phân phối. Thì ở đây Dũng sẽ phân là 4 cấp bậc. Thì thứ nhất còn một phần nữa là phần phần khách hàng mọi người nhé. Còn một phần nữa là phần khách hàng. Đây thì nó sẽ có 5 phần. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Thì thứ nhất là khách hàng ấy, khách hàng là một số anh chị đang rất là bận, tại vì là Dũng làm về cái hệ thống này, Dũng làm gần 5 năm rồi, gần 5 năm rồi, hơn 4 năm, gần 5 năm rồi. Thì khách hàng ấy là một số anh chị kinh doanh, thứ nhất là công việc của họ rất là bận và cái thứ hai là họ chưa biết cách. Và trước đây là Dũng chưa có thời gian quay bộ video hướng dẫn như thế này nên là họ chưa biết cách. Thì khách hàng là người mua sản phẩm dịch vụ trực tiếp từ mình, ví dụ họ rất là bận, họ nhờ mình, họ thuê mình là tăng like, tăng follow luôn trực tiếp cho họ. Thì khách hàng thì mình sẽ lấy là chi phí, mình sẽ tính chi phí đúng không mọi người, chi phí thì sẽ nó chi phí nó sẽ cao, chi phí cao. Và cái thứ hai ấy, là thành viên. Thành viên là khi mọi người nạp tiền lần đầu nhé, mọi người nạp nạp tối thiểu là 200.000, 200k thì mình sẽ trải nghiệm được tất cả các dịch vụ trong này, trải nghiệm được tất cả những cái dịch vụ ở trong cái hệ thống marketing tăng tương tác này. Thì mọi người cần nạp tối thiểu là 200.000. Và cái phần thứ ba là cộng tác viên. Thì cộng tác viên nghĩa là sao? Cộng tác viên là những thành viên phân phối về cái hệ thống này, và cộng tác viên thì cần nạp tối thiểu là 2 triệu. 2 triệu thì sẽ là tự động xét lên mức cộng tác viên. Thì khi mọi người nâng được cái tài khoản mọi người lên mức là cộng tác viên ấy, thì cái khi mọi người mua dịch vụ các thứ thì nó sẽ rất là rẻ và nó sẽ được nhiều quyền lợi khác. Thì cái quyền lợi như thế nào ấy, thì Dũng sẽ show cái bảng trong quá trình mà Dũng dựng video ấy, thì Dũng sẽ show cái quyền lợi của mọi người lên thì mọi người dễ hình dung. Và cái phần thứ ba là đại lý nhá. Đại lý là cần nạp 5 triệu mọi người nhá. 5 triệu. Và cái phần thứ năm là nhà phân phối. Thì hiện tại thì nhà phân phối thì Dũng đang ưu tiên cho các bạn là học viên coaching. Và sắp tới thì có thể là Dũng sẽ nhân bản cái hệ thống marketing này cho các bot và các leader. Để ví dụ là cái hệ thống của Dũng là tên là Mạnh Dũng Marketing đúng không? Nhưng mà trong các hệ thống ấy thì cái nhu cầu mọi người sử dụng cái này thì rất là nhiều. Thì có thể là Dũng sẽ nhân bản cho một số hệ thống để mọi người cũng được trải nghiệm cái hệ thống marketing này dưới cái hệ thống của mọi người luôn. Thì trên đây là cái phần chính sách để khi mọi người sử dụng cái hệ thống này. Và cái phần thứ ba là cái phần phần support. Thì thứ nhất là mọi người nên kết bạn với cái số Zalo của Dũng. Zalo của Dũng là 0989 89225 297. Thì khi mọi người chuyển khoản xong ấy, hoặc mọi người có một cái câu hỏi nào vướng mắc ấy, thì mọi người sẽ kết bạn với cái số Zalo này. Thì Dũng sẽ support mọi người và Dũng sẽ add mọi người vào một cái group riêng. Dũng sẽ add vào một cái nhóm kín để Dũng sẽ support cho mọi người. Để trong quá trình mọi người sử dụng cái hệ thống này, hoặc mọi người có thể đặt những câu hỏi về Facebook này, thuật toán Facebook này, hay là những cái tình hình update của Facebook như thế nào thì Dũng sẽ support cho mọi người. Thì trên đây là cái video video 3 phần chính. Thứ nhất là Dũng đã chỉ với mọi người là hai cách nạp tiền này, và cái thứ hai là cái chính sách của hệ thống này, và cái thứ ba là cái chế độ support. Thì ok, Dũng xin kết thúc video này tại đây. Tell me pretty lies.